Xin chào anh chị, xin chào. Video bài học này thì tôi sẽ nói về cái chuyện là chúng ta sẽ làm marketing hàng ngày như thế nào để có thể tương tác được với khách hàng. Không chỉ là quán trà chanh, trà sữa hay là quán cà phê, thì ngày nay giới trẻ cũng như là dân văn phòng sử dụng mạng xã hội, sử dụng máy tính, laptop như tôi hoặc là điện thoại di động như tôi rất là nhiều. Vì vậy chúng ta sẽ cần phải tương tác với khách hàng thường xuyên thông qua những cái nền tảng mạng xã hội phổ biến tại Việt Nam như là Facebook, như là YouTube, như là Zalo và tìm kiếm trên Google thông qua các hệ thống website nếu như chúng ta có những website. Tuy nhiên thì đối với một quán cà phê thì họ cũng không cần thiết phải quá nhiều. Họ chỉ cần là để cho thấu hiểu khách hàng và đặc biệt là người ta sử dụng các cái dịch vụ về Wi-Fi marketing, các cái món đồ uống tại chỗ cũng như là cái không gian cảm giác nó phù hợp là được. Thế thì làm marketing thế thì làm marketing hàng ngày cho cửa hàng quán cà phê cũng như là quán trà chanh của chúng ta thì chúng ta phải làm gì? Đây là một việc rất là quan trọng, đúng không ạ? Bởi vì nó sẽ giúp chúng ta có thể duy trì cái lượng khách hàng hoặc là gia tăng lượng khách hàng nhiều hơn nếu như mà chúng ta làm marketing tốt. Đó. Thì đầu tiên là chúng ta tạo fanpage, đúng không? Thì buổi trước là tôi đã nói trong cái video bài học trước rồi là chúng ta đã tạo fanpage để chúng ta chạy quảng cáo khai trương rồi. Ta có page rồi, ta không phải làm nữa. Thế bây giờ thì chúng ta có nhiệm vụ là phải đăng lên cái fanpage này những cái bài vở hàng ngày. Có thể đó là những cái khoảnh khắc của khách hàng đang ngồi tại quán, quán rất là đông, chúng ta có thể phát một cái live stream, chúng ta có thể quay một cái video ngắn 1-2 phút, chúng ta near cái quán của chúng ta và chúng ta đưa lên kênh fanpage hoặc là Facebook cá nhân hoặc là Zalo cá nhân hoặc là YouTube của quán để chúng ta làm. Đấy, các cái định dạng là hình ảnh, bài viết, video hoặc live stream rất là phổ biến. Chúng ta có thể chia sẻ những khoảnh khắc vui của khách hàng, ví dụ như họ ngồi làm việc, họ ngủ gật hay là họ đang vui cười, chơi bài hay cái gì đó rất là vui vẻ. Tất nhiên khi mình chụp ảnh thì mình sẽ phải xin phép và mình đăng lên trên fanpage hoặc là Facebook mình cũng phải xin phép. Bởi vì cũng có những người ta sẽ không đồng ý với cái phương án như vậy. Ý tôi muốn nói là chụp ảnh mà chưa xin phép. Thế còn tin tốt là ở Việt Nam thì mọi người cũng không có ý thức tốt về cái chuyện là phải bảo vệ hình ảnh cá nhân hoặc là vi phạm quyền riêng tư thì chúng ta có thể đưa lên. Nếu như chúng ta có thời gian thì chúng ta tự làm, còn nếu không thì chúng ta có thể thuê nhân viên hoặc là yêu cầu chính cái nhân viên trực ca, trực kíp đấy. Người ta ngoài cái chuyện pha chế những lúc rảnh thì người ta có thể chụp ảnh người ta đưa lên. Tất nhiên những cái lúc đông nhất thì nhân viên thu ngân hoặc là nhân viên chạy bàn có thể quay chụp và cho họ vào cái quyền biên tập viên của fanpage và quản trị của YouTube hay là Zalo, họ có thể cùng đưa lên. Rất là hay. Cái nền tảng chia sẻ thì như tôi đã nói là có Facebook này, có Facebook fanpage này, Facebook cá nhân của chủ hay là của quán này, Zalo của chủ hoặc của quán này. Đấy, hoặc là các hội nhóm group, ví dụ như là hội của nhóm nào đấy, của tỉnh, của xã hay là hội sinh viên hay là hội những khách hàng phù hợp hay là những cái câu chuyện mà như tôi vẫn nói là trong cái chương trình F&B Marketing mà tôi dạy thì có một cái người mà làm cái quán BBQ, nó là nhà hàng. Nó không liên quan đến cái mảng trà chanh này lắm, nhưng mà tôi lấy một cái ví dụ để các bạn tham khảo thêm. Thì người ta đưa vào cái hội nhóm của tỉnh, người ta đưa câu chuyện và đưa hình ảnh, đưa video của quán, đưa chương trình vào, ngay lập tức cái quán ấy rất là đông. Và người ta cảm thấy là cái phương thức đấy rất hiệu quả. Vì vậy các bạn cũng nên chọn cho mình những cái hội nhóm mà liên quan đến sinh viên, dân công sở, dân văn phòng, những người trẻ để chúng ta có thể làm marketing, quảng cáo, thông điệp truyền thông ở trên các hội nhóm này bằng cách đăng bài, viết bài hoặc là mua bài PR trên đó. Chúng ta sẽ có một cái lượng khách hàng đáng kể, sẽ tăng đến cái quán hoặc là hệ thống của chúng ta. Đấy, chúng ta khi mà làm nội dung thì chúng ta cũng sử dụng điện thoại di động là chủ yếu thôi. Trừ khi các bạn có nhiều tiền và các bạn sử dụng đến những cái công cụ của xịn hơn. Thì trên này các bạn có thể dùng các cái phần mềm chụp ảnh, phần mềm biên tập video, hoặc là phần mềm chỉnh sửa ảnh, phần mềm chỉnh sửa video, các cái phần mềm cụ thể như là PicArt hay là iPhoto hay là Canva hay thậm chí là những cái phần mềm dành cho iPhone, Android của hãng Adobe. Chúng ta có thể chỉnh sửa hình ảnh rất là chuyên nghiệp, hoặc là thỉnh thoảng chúng ta có thể phát live stream những lúc mà chúng ta đông khách đưa lên, đúng không? Hoặc là chúng ta chụp các món ăn rồi chụp các quy chế, quy trình. Chụp cái cách mà bartender người ta đang chế biến, người ta đưa cái hình ảnh đó hoặc là cái món cuối cùng trước khi mà mình giao cho khách, hay mình chụp mình đưa lên cũng rất là đẹp.
À, thế thôi, tất nhiên nó cũng sẽ nội dung nó sẽ bị nghèo nàn, nó có loanh quanh luẩn quẩn, nó đưa đi đưa lại những cái chuyện như vậy thì cũng không không tránh được. Và ngoài ra thì mình cũng sưu tầm những cái câu chuyện vui, câu chuyện hài, những câu chuyện ý nghĩa, có nước mắt, có cảm xúc dành cho khách hàng mục tiêu của chúng ta là giới trẻ và dân văn phòng, những bí quyết kinh doanh hay là cái chuyện yêu đương hay cái chuyện ly hôn ngoại tình, chuyện nuôi dạy con cái, bí quyết kiếm tiền, hoặc là marketing online, hoặc là phim ảnh, đều có thể là chúng ta đưa lên trên đó được. À, tất nhiên là chúng ta cũng sẽ phải đá đưa kèm theo cái uy tín thương hiệu của chúng ta nữa. À, chúng ta cũng có thể chi quảng cáo hàng ngày. À, mỗi ngày chúng ta có thể chi từ 100, 200, 300 ngàn hoặc nhiều hơn, tương đương với số tiền là 3 triệu, 5 triệu, 10 triệu một tháng. Chúng ta chạy quảng cáo để mà tiếp cận khách hàng quanh khu vực khoảng 3 đến 5 km, chạy trên Facebook là rất là phù hợp. Đó, nha. Thì cái video bài học tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn mọi người tạo fanpage và chạy quảng cáo trực tiếp luôn, nó cũng đơn giản thôi. Tôi sẽ dạy mọi người cái cách đơn giản để mọi người có thể làm, được chưa ạ? Vâng. Thậm chí là tôi dạy mọi người cả xài ở trên mobile luôn, hướng dẫn thao tác bập trên mobile như thế chúng ta làm. Đấy. Ví dụ như là một cái quán trà chanh mà bạn có lợi nhuận khoảng 80 đến 100 triệu một tháng thì bạn có thể trích 10% cho cái chi phí marketing. Lúc này nó sẽ rơi vào khoảng từ 8 đến 10 triệu, cũng rất là tốt. Đấy. Mình tự chạy nhá, nó cũng dễ lắm. Thầy Phan Anh sẽ dạy mọi người tự chạy, cũng không cần quá quan tâm nhiều đến chuyện là có đơn hay không đâu. Chúng ta cứ duy trì nó, đúng không ạ? Để cho người ta biết, người biết thì đến rồi, người chưa biết thì sẽ biết và để đến, cũng rất là hay. Tiếp tục đấy là chúng ta cũng nên tung ra những cái chương trình khuyến mại về đồ uống, hay là tặng món, hay tặng nước mời, hay là những cái trò chơi, hay là những cái cuộc thi, sự kiện ngay tại cái điểm kinh doanh đó, ngay tại cái quán trà chanh đó, đúng không ạ? Ví dụ như là vào World Cup thì mình làm chủ đề World Cup, vào SEA Games mình làm chủ đề SEA Games, Noel thì mình làm chủ đề Noel, và Tết mình làm chủ đề Tết, từ phong cách phục vụ rồi đến trang phục, đến cái không khí, đúng không? Mình cũng nên có những cái chỗ check in nó cũng sang chảnh một chút, cũng rất là hay nha. Rồi chịu khó đăng bài trên Facebook này, fanpage này, hội nhóm này, Zalo và cả YouTube nữa. Nếu mà mình làm chuỗi thì thỉnh thoảng mình mua một số các bài PR trên báo VnExpress hay là Dân Trí hay Cà Phê Bít hay là Kênh 14. Đấy là những cái tờ báo mà cũng có một lượng đọc tốt, hoặc là 24 giờ. Đó, nha, mình nên PR một tháng có thể đi một hai bài, mỗi bài khoảng 3 4 triệu gì đó được. Một tháng một bài thì tôi nghĩ là cũng không có vấn đề gì cả. Cho người ta biết đến cái thương hiệu, sau này mình làm chuỗi nó dễ và mình làm nhượng nó cũng dễ, được chưa ạ? Vâng. Rồi thì chúng ta lên kế hoạch tổ chức các cái sự kiện trong tuần, trong ngày, trong tháng cho cái quán của chúng ta, như tôi vừa liệt kê đấy. Có thể là đánh bài, đánh bói bài tarot, đánh cá ngựa, hay là đánh game thi đấu trực tuyến, hay là trò chơi tỷ phú, hay là xem bói chân, bói tay, rồi duyên số gì đó cũng rất là vui. Chơi nhạc piano, rồi guitar, hay là violin, hay là những cái buổi đào tạo, hay là những cái sự kiện có xuất hiện của các ngôi sao cũng rất là hay, đúng không? Tất nhiên trà chanh thì chẳng ai nghĩ như vậy. Thế nhưng mà mình nghĩ được như vậy và mình làm được thì nó mới lại có cái thú vị, và khách của mình nó mới đông, đúng không? Rồi, mình nên có kế hoạch đàng hoàng, dù chỉ là một cái kế hoạch đơn giản. Nhưng người ta nói là một kế hoạch mà tồi tệ vẫn còn hơn là không có kế hoạch nào. Đấy, thế thì chúng ta nên là có hàng ngày, hàng giờ, hàng tuần chúng ta sẽ làm gì và đạt được cái kết quả gì, và chúng ta làm một cách bền bỉ thì chúng ta sẽ làm được, và chúng ta sẽ có một cái lượng khách hàng. Và tất nhiên phong cách thì chúng ta cũng nên đổi mới, điên điên lên một chút, sáng tạo lên một chút, crazy và một chút thì nó sẽ rất là thú vị, đúng không? Đừng có nản chí mà làm một vài hôm mà không thấy gì thì chúng ta đã dừng kết quả đấy lại, đúng không? Chúng ta thường xuyên tương tác mini game ở trên fanpage với khách hàng để tặng quà, trò chơi cho họ, comment trao đổi với họ cũng rất là vui. Đấy, hoặc là mình chụp ảnh họ đến quán của mình bằng máy xịn, bằng máy iPhone đời cao, hoặc là mua một cái máy ảnh chuyên nghiệp, mình chụp sắc nét là mình chỉnh sửa, sau đó mình gửi cho khách, mình gắn cái logo quán trà chanh của mình vào, ví dụ như là PA Tea House, gắn logo rất nhỏ vào đấy, sau đó mình gửi cái file gốc cho khách, thì khách thấy ảnh đẹp kiểu gì họ cũng đăng lên Facebook của họ. Và khi đăng lên Facebook của họ thì thấy không gian quán của mình, thấy logo quán của mình, thì đấy chính là một cách mình làm thương hiệu cũng rất là tốt, các bạn nên làm, được chưa ạ? Vâng.
À, mình cũng phải có wifi mạnh bởi vì các quán cà phê, trà chanh hay trà sữa bây giờ các quán đồ uống đều cần đến cái wifi để người ta truy cập và wifi phải mạnh, được chưa ạ? Và mình nên sử dụng các giải pháp wifi marketing, ví dụ như đăng nhập vào thì có thể là báo check in ở đâu đó hoặc là like cái fanpage hoặc là share cái bài trên fanpage đấy nha. Mình có thể xài một cái dịch vụ wifi marketing cho nó chuẩn xịn. À, nên cài đặt giống như ở khách sạn 5 sao hoặc là ở Starbucks Coffee hay là Highland Coffee họ vẫn đang làm đấy. À, đừng nghĩ mình là trà chanh không có tiền, mình làm phải chuyên nghiệp lên. À, cũng rất là hay. Ừ, đấy là cái mà mình phải duy trì hàng ngày. À, còn tất nhiên có những quán nó không có chả sao. À, thế nhưng mà những quán mà chúng ta có chuỗi, chúng ta đưa hết những hình ảnh câu chuyện đấy lên rồi có cái đội ngũ mà phát triển content nữa thì càng tốt. À, thì lúc đó thì chúng ta sẽ rất là chuyên nghiệp và khi khách hàng nhìn vào chúng ta thấy chuyên nghiệp, thấy đông, họ lại đến tiếp. Thế rồi những người mà muốn nhận nhượng quyền họ thấy chúng ta cũng làm rất là chuyên nghiệp và họ muốn học hỏi cái kinh nghiệm đó, họ buộc phải chi tiền để làm nhượng quyền chứ họ không muốn tự làm, đúng không? Thì cái đấy là cái mà các bạn nên nên suy nghĩ về điều đó. Đấy. Ok, rồi. Thì đấy là một số những gợi ý mà tôi khuyên các anh chị và các bạn nên làm hàng ngày các hoạt động marketing quảng cáo và truyền thông cho khách hàng, tương tác với khách hàng ở trên mạng xã hội. À, sử dụng các phương pháp không trả phí và có trả phí. À, đây là một nhiệm vụ quan trọng để duy trì mối quan hệ với khách hàng cũ và tìm kiếm khách hàng mới, cũng như là để thấu hiểu và lắng nghe ý kiến khách hàng, cũng như là chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta giao tiếp với khách hàng thông qua điện thoại di động, thông qua mạng xã hội là chủ đạo, đúng không ạ? À, đấy là cái nội dung mà tôi nghĩ rất là quan trọng, các bạn nên áp dụng một cách triệt để gia tăng doanh thu cho chính chúng ta. Một lần nữa xin cảm ơn các anh chị và các bạn đã theo dõi video bài học này. Xin chúc cho các anh chị và các bạn thành công. Xin cảm ơn.